Xin chào cả nhà, hôm nay đã đến với kênh của mình. Cả nhà ơi, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm mứt me chua ngọt nha cả nhà. Cách làm như thế nào để có những trái mứt me màu sắc thật đẹp, trong vắt và không hề dùng phẩm màu như thế này. Mời cả nhà cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có 2 kg me tươi. Me này thì già lắm rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ để 2 kg me của mình vào trong tủ đông đá nha. Sau 1 ngày 1 đêm mình sẽ lấy khai me của mình ra nha cả nhà. Những trái me của mình nè, lúc này đã đông một lớp tuyết ở bên ngoài ha, rất là cứng. Mình sẽ để ở đây cho me của mình rã đông nha. Sau 1 tiếng đồng hồ thì me của mình cũng đã rã đông. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một thau nước. Mình cho vào 2 muỗng canh muối bọt. Mình khuấy cho muối tan ra nha. Bây giờ mình sẽ đi tách phần vỏ me ra. Đầu tiên mình lấy một trái me nè. Mình dùng một cái dao nhỏ, có cái mũi nhọn nha cả nhà. Mình sẽ rọc một đường nhỏ nè. Mình lòn cái mũi dao khéo léo vào trong cái lớp vỏ trái me ha. Và mình tách ra như vậy nè. Rất là dễ luôn đó cả nhà. Ngoài cách đó, mình đông đá me để mà mình lột vỏ cho dễ, thì còn một cách thứ hai là mình luộc me trong nước sôi. Luộc me trong nước sôi thì nó hơi khó hơn là mình đông đá, bởi vì mình luộc trong nước sôi thì mình phải canh đúng phút. Me chín quá thì cũng không được, mà sống quá thì mình cũng không lột vỏ được. Cho nên mình thấy cách này là tiện nhất đó cả nhà. Mình gọt sạch cái phần vỏ ngay cái cuốn me nha. Phần cuốn me rất quan trọng, mình gọt cho thật là kỹ ha. Làm mứt me, công đoạn lâu nhất là mình lột lấy phần vỏ và mình lấy phần hạt me ra đó cả nhà. Nếu muốn ăn mứt me thì mình chịu khó một chút nha. Bỏ một ít thời gian ra nè. Và phải kiên nhẫn nữa. Sau khi lột vỏ xong, mình cho me ngay vào trong cái thau nước muối mình đã quậy lúc nãy ha. Đây là số me mình đã lột vỏ xong nè cả nhà. Sau khi mình đã ngâm me trong nước muối được 1 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mình lấy trái me ra nè. Và mình sẽ gọt một đường nè, dọc theo trái me như vậy ha. Và mình sẽ nhẹ nhàng lấy cái hạt đó ra nha. Mình lấy cái hạt me cho thật là khéo tay nha. Công đoạn mình ngâm me trong nước muối 1 giờ đồng hồ á, rất là quan trọng nha cả nhà. Mình ngâm như vậy á, cho cái trái me của mình nó dẻo lại, để khi mình lấy hạt như vậy nè, me của mình á, nó ít bị rách cái thịt ra nha, thì trái me của mình nó sẽ không được đẹp nữa ha. Đó, như vậy là mình đã lấy xong rồi đó cả nhà. Và đây là số me mình cũng đã lấy hạt xong rồi nè. Còn đây là một số me á, nó chuẩn bị chín rồi, ruột nó bị mềm, mình không có lấy hạt được. Cho nên mình sẽ để vào trong tủ lạnh để dành để nấu canh chua. Còn phần me này mình sẽ đi xả sạch lại với nước. Sau khi xả sạch lại với nước, mình để cho cái me thật là ráo nước luôn. Khi me đã thật ráo nước, mình sẽ cho me vào trong một cái thau. Sau khi để cho me ráo nước, mình cân lại thì me của mình được 850 g. Thì với 850 g me, mình sẽ ướp vào trong đây là 850 g đường cát nha cả nhà. Với tỷ lệ là 1:1 nha. Mình xóc đều nè, cho trái me thấm vào trong đường ha. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ để me ướp với đường này qua 1 đêm nha. Sau 1 đêm, bây giờ mình sẽ đi sên mứt me nha cả nhà. Mình cho hết số me này vào trong chảo nè. Mình sẽ sên mứt me với mức lửa trung bình. Khi mứt me của mình sôi lên được một chút á, thì nó sẽ có một cái ít bọt như thế này nè cả nhà. Mình sẽ dùng muỗng để mình vớt cái bọt này ra, mình bỏ nha. Khi sên mứt á, thỉnh thoảng á, mình lại lắc cái chảo để cho me nó đừng có bị dính ở dưới đáy chảo, thì me sẽ bị khét nha cả nhà. Mình sên cho đến khi nào mình thấy cái màu của trái me mà nó vừa ý với mình á thì mình sẽ nhắc xuống nha. Cả nhà đừng sên cho đến khi nào hết đường. Nếu mà mình sên cho đến khi nào hết đường mình mới nhắc xuống thì trái me của mình á, cái màu nó sẽ sậm và khi nguội nó sẽ bị cứng nha. Bây giờ mình nhắc xuống rồi nè. Và mình sẽ cho ra mâm để mình đem đi phơi nắng. Khi sên mứt me thì mình phải sên vào buổi sáng để khi mình sên xong thì có nắng để mình phơi nha cả nhà. Đôi khi cả nhà quên mình để cho tới chiều mình mới sên thì sên xong không có nắng để phơi nữa. Mình sẽ cho hết số mứt me của mình ra mâm và mình sẽ đem đi phơi nắng từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Bây giờ mình đem đi phơi nắng nha. Cả nhà ơi, đây là mâm mứt me mình phơi nắng được 5 tiếng đồng hồ và mình mới đem vô nè. Cả nhà thấy lúc này trái me của mình đã ráo, thật là ráo. Và trái me của mình lúc này cũng đã trong hơn. Lúc mình chưa phơi rất là nhiều rồi ha cả nhà. Và lúc này thì trái me của mình cũng rất là dẻo rồi nha. Mình mời cả nhà cùng ăn nha. Me chua chua, ngọt ngọt, dẻo dẻo, dai dai, rất là ngon luôn đó cả nhà. Và nếu muốn cái mứt me này của mình nó dẻo hơn, nó dai hơn thì cả nhà hãy để vào trong hộp và để vào trong ngăn mát tủ lạnh ăn dần thì mứt me của mình sẽ rất là ngon luôn đó. Nếu mình để đãi khách trong những ngày Tết thì mình sẽ dùng giấy kiến để mà mình bọc những trái me này của mình lại. Nhìn hai mâm mứt me của mình nè, quá chừng ngon, quá chừng đẹp luôn cả nhà ơi. Đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình. Video của mình sẽ phát sóng vào lúc 18h30 tối thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Cả nhà nhớ đón xem nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye!